Trương Thế Vinh đèo Thúy Ngân đi phượt cực tình, củng cố thêm nghi án hẹn hò. Ở tập 3, ẩm thực kỳ thú sẽ đưa khán giả khám phá đảo Ó, Đồng Trường, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh ba MC quen thuộc là Song Luân, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm, tập này còn có sự xuất hiện của cặp đôi Trương Thế Vinh, Thúy Ngân và sự góp mặt vô cùng đặc biệt của Nhã Phương. Đây là lần đầu tiên bà xã của Trường Giang nhận lời tham gia một chương trình truyền hình. Trong tập này, nhóm nghệ sĩ sẽ chia làm hai đội, tham gia các trò chơi cả vận động trí não như chơi cờ caro bằng vải, đi tìm mật thư để phân định đội nào thua cuộc. Đội thua cuộc sẽ có hình phạt là chuẩn bị cho bữa ăn của cả nhóm, từ khâu tìm nguyên liệu đến chế biến thực phẩm. Từ những phần chơi này, khán giả sẽ có cơ hội thấy được một Nhã Phương rất khác. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân rũ bỏ hết vẻ dịu dàng, nữ tính mà lăn xả hết mình cùng với những trò chơi vận động. Bà xã Trường Giang không ngại cạnh tranh sức mạnh và tốc độ với Khả Như, Song Luân ở trò điền cờ caro. Cũng trong tập này, Nhã Phương còn có những chia sẻ hiếm hoi và thú vị về gia đình, đặc biệt là ông xã Trường Giang. Theo đó, Nhã Phương cho biết đây là lần đầu tiên mình đi phượt mà không có Trường Giang bên cạnh. Nhã Phương còn tiết lộ mình ăn được rất nhiều ớt là nhờ Trường Giang huấn luyện. Nữ diễn viên chia sẻ rằng trước đây mình nhìn thấy người khác cắn ớt là sợ, nhưng thấy chồng ăn ngon quá nên bắt chước ăn theo. Và kết quả là Nhã Phương có thể ăn với chén muối ớt có 10 trái ớt. Chia sẻ này khiến Khả Như, Thúy Ngân không khỏi bất ngờ. Chiếm spotlight không kém cạnh Nhã Phương, trong tập này Trương Thế Vinh và Thúy Ngân cũng nhiều lần khiến khán giả lụi tim vì những cử chỉ ngọt ngào thân mật từ hai nghệ sĩ dành cho nhau. Cụ thể, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân phối hợp cực ăn ý trong phần chơi tiền mật thư, cả hai bị buộc một chân vào nhau, nhưng vì sự thông hiểu đồng đội, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh phối hợp nhịp nhàng và dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt hơn cả, màn đeo Thúy Ngân đi phượt trên con xe mô tô của Trương Thế Vinh khiến cho hội ông mai bà mối gồm Khả Như, Dương Lâm, Song Luân, Nhã Phương tích cực đẩy thuyền, ủng hộ hết mình sự tiến triển cho hai nghệ sĩ. Ở phần cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ ngồi quây quần thưởng thức thành quả nấu nướng và cùng nhau đàn hát. Ở khoảnh khắc này, Trương Thế Vinh trổ tài đệm guitar và hát cực tình cảm khiến Thúy Ngân đôi lúc thẹn thùng và lại một lần nữa được hội bạn làm ông tơ bà nguyệt xe duyên. Bên cạnh đó, rất nhiều tình tiết vui nhộn và những khoảnh khắc chế biến các món đặc sản siêu hấp dẫn sẽ có trong tập 3 ẩm thực kỳ thú mùa 3, phát sóng lúc 15 giờ ngày Chủ nhật 28 tháng 3.